Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với đội hình các ngôi sao đã giải nghệ trên DLS24 các bạn nhé. Và cùng mở gần 30 thẻ Agent Legendary, cùng xem là sẽ được các cầu thủ như thế nào. Bắt đầu nhé. Rồi, và đây là con hạc của chúng ta nhé. Con hạc gồm rất là nhiều các cầu thủ hiếm và đã bị xóa khỏi game rồi. Và mình cũng đã cày rất là nhiều vàng và kim cương. Bạn nào mà thích cày chay như thế này thì có thể liên hệ cho mình nhé. Thời gian hơi lâu một chút nhưng đảm bảo vĩnh viễn, an toàn và chất lượng. Các bạn có thể liên hệ mình Facebook, Zalo mình để ở bên dưới nhé. Và con hạc của chúng ta đang có đội hình đã giải nghệ ở trên DLS24 đây rồi. Đầu tiên đó là Kun Aguero. Thì anh giải nghệ vào năm 2021 do bệnh tim các bạn nhé. Mario Mandzukic thì giải nghệ vào năm 2021 ở tuổi 35 khi mà cảm thấy không còn sung sức nữa. Bên cạnh là Frank Ribery. Anh giải nghệ vào tháng 10 năm 2022 ở tuổi 39 khi mà không thể trị dứt điểm vấn đề về đầu gối các bạn. Bên dưới thì Cavalier, cầu thủ người Pháp gốc Việt và có bà nội là người Việt Nam. Giải nghệ vào tháng 2 năm 2021 ở tuổi 35 khi mà tuổi cao cũng không thể tiếp tục cống hiến. Tiếp đến là Ibrahimovic. Thì anh giải nghệ vào tháng 6 năm 2023, kết thúc sự nghiệp ở tuổi 41 do chấn thương các bạn. Bên cạnh thì là David Silva. Giải nghệ vào tháng 7 năm 2023 trong màu áo của Real Sociedad và cũng do chấn thương và không thể tiếp tục ở tuổi 37 các bạn nhé. Tiếp đến là Lichtenberg, ngôi sao của Arsenal và Juventus, giải nghệ ở tuổi 36 vào năm 2020 khi anh không được huấn luyện viên trọng dụng nữa. Tiếp đến là Piqué, giải nghệ năm 2022 ở tuổi 35 do anh không thích đá nữa thôi, mệt nghỉ chứ anh không có gì ngoài điều kiện. Tiếp theo chúng ta có Matuidi, nhà vô địch World Cup 2018 cùng với Kanté và Pogba, hiện đã giải nghệ ở năm 2022 vào lúc đó 35 tuổi các bạn nhé. Tiếp theo là Gareth Bale. Những năm tháng bị đầy ải trên ghế dự bị khiến anh tìm ra niềm vui mới, đó là gốc thủ các bạn nhé. Anh giải nghệ ở tuổi 33 khi không còn hứng thú với bóng đá nữa khi mà còn khoác áo Los Angeles Galaxy. Và cuối cùng GK Buffon cũng mới giải nghệ vào tháng 8 năm 2023 mới đây thôi, kết thúc sự nghiệp ở tuổi 45 sau khi chấm dứt hợp đồng với Parma. Chỉ hơi đáng tiếc một chút là sự nghiệp của Buffon chưa từng giành Champions League các bạn nhé. Rất là đáng tiếc. Và đó là đội hình đã giải nghệ của chúng ta. Ở bên ngoài chúng ta còn một số cầu thủ hiếm khác, như là Đoàn Văn Hậu của chúng ta đây các bạn. Cũng là Đoàn Văn Hậu nhưng mà nó lạ lắm. Đoàn Văn Hậu trước kia của chúng tôi đâu. Sao bây giờ nhà phát hành game lại cho ra thanh niên nào thế này? Nhìn rất là lạ luôn, không giống ai. Đó, bây giờ chỉ còn là cái tên thôi các bạn, và quốc kỳ Việt Nam. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ra để mở thẻ cầu thủ nhé. Chúng ta sẽ ra mở thẻ Arken Legendary. Hiện tại mình đang có gần 30 thẻ, 27 thẻ vàng. Để mở xem là sẽ được các cầu thủ như thế nào các bạn nhé. Đầu tiên, bắt đầu mở nào. Đây là cầu thủ nào đây? Jack Grealish của Man City các bạn nhé. Chỉ số vẫn là 80. Một màn chào sân rất ấn tượng. Chúng ta đến với cầu thủ tiếp theo. Do đội hình của chúng ta đã full 40 cầu thủ rồi nên là mở được cầu thủ nào chúng ta sẽ bán luôn đi thôi. Tiếp theo thì mình mở ra được đó là Angel Di Maria. Chỉ số vẫn là 80 các bạn nhé. Tiếp tục đến với cầu thủ tiếp theo. Chạy khởi động nhẹ nhàng ra chào sân. Và đó là Rafael Leao. Chỉ số 83 các bạn ạ. Được tăng chỉ số và mình cũng mới nâng cấp ở video trước đó rồi. Tiếp tục, cầu thủ tiếp theo là ai? João Cancelo. Chỉ số vẫn là 83 các bạn nhé. Vẫn giữ nguyên chỉ số. Trước đó thì thanh niên này được tăng lên 84 liền, nhưng mà sau đó lại bị giảm xuống 83. Tiếp theo chúng ta có một GK. Thấy một đôi găng tay rồi các bạn. Đó là Ter Stegen của Barcelona. Chỉ số 84. Sao khủng khiếp thế nhỉ. Chúng ta đến với thẻ tiếp theo. Đó là Thomas Partey của Arsenal. Còn hàng BM được tăng chỉ số lên 80 các bạn nhé. Arsenal có một vài cầu thủ được tăng chỉ số. Và thẻ tiếp theo là ai đây? Đó là Chipper các bạn ạ. RB chỉ số 80. Chipper thì vẫn vậy. Tiếp tục mở. Tiếp
Tiếp đến chúng ta có Nicolò Barella của Inter Milan các bạn nhé. Cầu thủ tăng tỷ số lên 82 các bạn. Tiếp tục với trẻ tiếp theo. Đó là Dumfries. Con hàng cũng mới được tăng tỷ số lên 80 các bạn nhé. Một tiền vệ người Hà Lan. Tiếp tục. Một đôi giày đỏ. Gay à. Vẫn là tỷ số 80, vẫn vậy. Cũng bán đi để đổi lấy thẻ rồi các bạn. Tiếp theo thì chúng ta ra tiếp một GK nữa. Một đôi găng tay đã xuất hiện. Đó là Magna GK của Pháp. Tỷ số 81 các bạn nhá. Hình như trước đó là tỷ số 80 thì phải. Tiếp tục đến với cầu thủ tiếp theo. Rồi tiếp tục là Dumfries. Dumfries trước đó thì mình vừa bán để đổi thẻ nâng cấp. Và bây giờ tiếp tục mở ra một lần nữa các bạn ơi. Và cũng lại tiếp tục bán đi được các bạn. Tiếp đến chúng ta có Boatman. Cũng là con hàng được tăng chỉ số lên 81 các bạn nhé. Có chiều cao khá ổn là 1m93. Không biết là nâng cấp có đẹp hay không. Con này thì mình cũng chưa nâng cấp các bạn. Tiếp theo đó là Kiminji. Con hàng CB quốc dân của châu Á. Và hiện tại cũng được coi là quốc dân trong game. Với chỉ số đẹp, full fit và tăng 100 các bạn nhé. Rất nhiều bạn đã nâng được rồi. Tiếp đến thì chúng ta tiếp tục có một GK nữa. Và đó là Szczesny, GK của Ba Lan. Tăng tỷ số lên 80 các bạn ạ. Nhiều cầu thủ được tăng tỷ số khá bất ngờ. Mình tưởng Szczesny đã qua cái thời kỳ đỉnh cao rồi. Tiếp theo thì chúng ta mở ra đó là Rudiger. Vẫn là tỷ số 82 CB của Real Madrid các bạn nhé. Tiếp tục đến với thẻ tiếp theo. Đó là Skriniar. Bị giảm chỉ số từ 82 xuống 81 các bạn ạ. Bây giờ thì đang chơi cho Paris Saint-Germain. Cầu thủ tiếp theo. Kyle Walker. Và đã tăng chỉ số lên 81 các bạn nhé. 80 mình thấy chỉ số nâng cũng đã khá ngon rồi. Bây giờ 81 thì lại càng ngon nữa. Tiếp tục đây là ai đây? Một màu da rất tối. Đó là Ferland Mendy các bạn ơi. Cũng là con hàng của Real Madrid. Và chỉ số vẫn giữ nguyên là 80. Tiếp tục cầu thủ tiếp theo. Và đó là Pellegrini. Chỉ số là 81 các bạn nhé. Tiếp tục mở. Những bước chạy ra rất nhanh. Đây là ai đây? Luka Modric. Bị giảm chỉ số từ 84 xuống còn 83 các bạn nhé. Cũng đúng thôi, bây giờ tuổi tác cũng không còn nhanh nữa. 83 là chỉ số hợp lý đối với Luka Modric rồi. Tiếp tục chúng ta có một đôi găng tay. Đó là GK nữa rồi. Đây là GK thứ tư rồi các bạn ơi. Donnarumma. Vẫn là 82. Mình tưởng Donnarumma phải giảm xuống còn 80 ấy chứ. Rồi tiếp tục. Đây là cầu thủ nào? Cũng một màu da tối. Và lại tiếp tục là Ferland Mendy. Bảo sao nhìn cứ hao hao. Tiếp tục đến với cầu thủ tiếp theo. Rồi đó là De Paul. Được tăng chỉ số lên 80 các bạn nhé. Vệ sĩ của Lionel Messi. Cầu thủ tiếp theo là ai đây? Và đó là Casemiro. Anh thì bị giảm chỉ số từ 83 xuống còn 82 các bạn nhé. Casemiro thì được thể lực sở trở 100 và tắc 100. Ở bản 23 thì là siêu phẩm các bạn ơi. Bây giờ bị giảm tỷ số thì khó rồi. Tiếp đến thì chúng ta có Kahanoglu. Tiền vệ của Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ số 82. Cũng khá là ngon. Rồi tiếp tục mở. Đó là Luxor của Manchester United. Và được tăng chỉ số lên 80 các bạn nhé. Có nhiều bạn bảo mình nâng con hàng này mà cũng chưa có điều kiện để nâng, rồi để mở sau. Thì đó là 37 thẻ Agen Legendary mà mình đã mở các bạn nhé. Và đến sau thì mình sẽ làm một điều đặc biệt với con hàng này. Cũng sẽ thử nâng cấp để xem là chỉ số sau khi mắc sẽ như thế nào nhé. Rồi, và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình.
Nếu ủng hộ mình còn đăng ký kênh và tham gia group, mình có để dưới phần mô tả của video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye.